Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của công ty Hiên Giám Đốc Việt Nam. Mình là Lường Nhi, giám đốc công ty. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái ứng dụng, đó là bật cái đèn đường từ lúc 18 giờ tới 6 giờ sáng bằng cái timer thời gian thực L7. Rồi thì cái ứng dụng này cài cũng rất là đơn giản. Khi mà các bạn mua đồng hồ về thì các bạn hiệu chỉnh thời gian xong á, thì các bạn cần phải chọn là cái ngõ nghe đấu dây của mình là loại nào. Thì đây mình sẽ chọn là A1 đi cho thuận tiện, đây qua đây luôn, nó gần, hoặc là A2. Đây nó có luôn này, A1, A2, tùy cho mình thôi. Rồi thì để cài đặt được, các bạn sẽ nhấn giữ nút program trong 3 giây để vào cái trang cài đặt cho nó thôi. Nhấn giữ 3 giây nha. Rồi tiếp theo nữa là nó sẽ hỏi nổi ra cái chỗ là program tuần, cài tuần có 64 bước. Rồi thì cái này mình sẽ trong một tuần thì mình cần bật là từ chủ nhật nè, chủ nhật bật, nói chung là nguyên tuần bật hết, không ngày nào nghỉ hết, thì cứ cài tuần là cứ cũng ngày nào nó bật ngày đó. Rồi để vào cài đặt được, các bạn nhấn nút set để vào, nhấn nút set để vào. Tiếp theo nữa các bạn sẽ chọn ngõ ga P1 là ngõ ga L1 như này. Nếu mà để thay đổi ngõ ga thì các bạn muốn mũi tên lên, mũi tên lên chọn lại là P2 và nhấn mũi tên xuống để chọn về P1. Thì đây mình chọn P1 nha, ở đây qua đây cho tiện nè. Rồi nhấn set, cài hai ngõ ga độc cùng một lúc được nha. Tiếp theo nữa là chọn cái loại này mình chọn là chu kỳ, là bật tắt có chu kỳ, thì cứ bật lên xong rồi tắt, bật lên xong rồi tắt để chứ là một chu kỳ. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ bấm nút set để cài đặt cái chu kỳ cảnh lên, thì mình sẽ bắt đầu bật từ ngày chủ nhật luôn. Rồi bấm set lần nữa để chọn cài đặt nghe. Rồi bây giờ bắt đầu cài đặt nghe nè, cài đặt giờ chứ không, 18 giờ cho tới 6 giờ thì xung cảnh lên đang chớp nháy, nghĩa là bật lúc 16 giờ. 16 giờ thì ở đây nè có giờ là hour nè, minh nè, phút nè. Rồi bây giờ giờ mình sẽ chọn giờ 18 giờ chứ lộn, 6 giờ là 18. 18. Rồi, 18. 18 giờ bật và 6 giờ là tắt. Được chưa? Rồi thì chọn phút thì không không. Rồi bấm set để lưu lại. Rồi bấm set để lưu lại. Sau khi bấm set xong á thì mình sẽ cài cho nó là cái thời gian mà xuống nó tắt. Thì chủ nhật bật á thì phải thứ hai tắt nha, tại vì qua đêm rồi. Đó, thứ hai tắt. Thứ hai bấm mũi tên này chọn, để chọn vào thứ hai nè, quên là thứ hai. Rồi sau đó nữa mình bấm nút set lần nữa, bấm nút set lần nữa và cài thời gian tắt cho nó là 6 giờ. 6 giờ thì 6 đây, bấm này, bấm nút đâu ơi giờ này 3, 4, 5, 6. Rồi phút thì không công. Rồi bấm set để luôn lại. Rồi như vậy là xong. Như vậy là chúng ta đã cài đặt được cái thời gian là từ 8 giờ sáng cho tới từ 18 giờ sáng cho tới 6 giờ, từ 18 giờ chiều cho tới 6 giờ sáng là nó sẽ bật lên chúng ta. Rồi để kiểm tra lần nữa chúng ta cài đúng chưa thì các bạn nhấn nút program để chuyển đến mục là test. Rồi bấm set vào. Đó. Bây giờ nó sẽ tới 18 giờ nó sẽ bật lên nè. Bật lên. Rồi tới thứ hai 6 giờ nó sẽ off đi. Rồi chiều thứ hai nó sẽ bật lên. Lúc 8 giờ. Chiều thứ hai nó sẽ tắt đi lúc 6 giờ sáng. Đó, liên tục như vậy. Các bạn dò để kiểm tra. Rồi, vậy là xong. Nhấn giữ nút rồi nhấn giữ nút MD để thoát ra. Nút program chứ lộn. Giữ nút program để thoát ra. Rồi, như vậy là đợi tới thời gian là chiều 18 giờ thì nó sẽ bắt đầu bật cái ngõ ga L1 lên chúng ta. Nhưng lúc đó thì mình kích công tắc tơ hay là mình kích cái bộ khởi động mềm gì đó để cho nó bắt đầu chạy cái đèn đường lên. Và buổi tối thì sáng chân luôn nguyên cái không được. Rồi nếu các bạn cảm thấy video này hay hữu ích thì vui lòng để lại like, subscribe cũng như là share. Xin chào và hẹn gặp lại.